Các bạn đã đến với nhà của chị Hải. Và ngày hôm nay thì sau khi chúng ta kết thúc cái hành trình của chúng ta tại nhà bạn Quý ở bên Hưng Yên, thì hôm nay chúng ta sẽ đến thăm với cô Hải. Là cô đã giảm 13 cân thành công tại Viện Thẩm mỹ Korea. Và trước khi đến Viện Thẩm mỹ Korea, cô bị cả đột quỵ nữa. Và đây là hình ảnh của cô Hải nhé. Và thời gian này là sau đúng tròn 1 năm mà chị Hải giảm cân thành công rồi. Đây là hình ảnh của chị Hải này. Trước khi đến Viện Thẩm mỹ Korea là chị Hải tích mỡ toàn thân, đặc biệt là bụng trên, bụng giữa, bụng dưới của chị Hải, là cái điều làm cho chị Hải chăn trở băn khoăn nhất. Đây sau 1 năm rồi. Đây là sau 1 năm. Bây giờ sau 1 năm rồi nhé. Bây giờ muốn bạn biết là sau 1 năm chị Hải như thế nào thì chúng ta hãy cùng bất ngờ đến với chị ơi, chào chị. Chị đang trên làng ạ. Không mời chị Hải đứng luôn để ngắm bóc dáng luôn. Chưa kịp chào hỏi. Chị Hải khỏe không chị Hải? Khỏe em ạ. Còn em nhìn mặt chị Hải rất là thần thái, rất là tươi, sắc thái da cũng đẹp nữa. Em biết chị Hải rất là khỏe rồi. Đấy. Chị khỏe em ạ. Và đây là chị Hải sau 1 năm đã làm giảm béo thành công tại Viện Thẩm mỹ Korea. Em rồi đấy. Vâng ạ. Chị Hải đứng một xíu cho mọi người xem chị Hải một tí. Đây. Wow. Đấy. Chị Hải sau 1 năm là chị có tăng cân không? Chị cũng tăng 2 cân em ạ. Đó là chị Hải giảm được là tổng là 13 cân. Đấy, bây giờ là ăn mất 2 cân của em rồi. Bây giờ chỉ còn 11 cân nữa để xài thôi đấy. Xài hết 11 cân là sẽ quay lại kiếm em đấy. Như vòng eo hình như không tăng lên chút nào đúng không? Eo chị vẫn thế, không tăng em. Tức là tăng cân ở đây chị Hải ăn nhiều đạm, protein, nó tăng phần cơ, phần thịt của chị Hải. Nhưng mà phần mỡ thì nó không tái sinh trở lại. Chị Hải em ơi, chị đứng giữa em đấy. Ngắm rõ chị một chút. Đấy. Chị Hải xoay một vòng cho chị Hải. Chị Hải xoay một vòng nè. Và đây là chị Hải sau 1 năm. Chị Hải vẫn được giữ nguyên cái bóc dáng ngay từ cách đây 1 năm mà Viện Thẩm mỹ Korea phỏng vấn chị Hải sau khi chị Hải giảm béo thành công. Để các bạn có thể xem này. Hình ảnh của chị Hải là ngày xưa đấy. Chị Hải chụp cùng bạn này. Đây là hình trình hình ảnh của chị Hải này. Bọn em lấy từ trên Facebook đấy. Hãy nhìn lại là chị. Ừ đúng không? Nhìn lại. Tăng bây giờ coi cái lúc ấy với bây giờ là coi như nào. Không nhận ra chị à? Bụng người thôi. Béo quá em rồi. Đeo ba lô chứ ngực. Đeo ba lô đấy. Dạ. Mà đây đây là hình ảnh của chị Hải. Là nó béo quá, nó mất tự tin em ạ. Đây là hình ảnh của chị Hải mà ở Viện Thẩm mỹ Korea nhà em này. Đúng rồi. Đấy. Đúng. Có đúng chị không ạ? Đúng chị. Đúng chị. So bây giờ. Hôm nào mình gửi cho chị Hải, chị Hải chụp, chị Hải cắt ghép hình bây giờ xong rồi ghép chung rồi post lên Facebook chị Hải à. Đấy. Rồi. Wow. Chị Hải đang ăn bưởi à? Chị đang ăn bưởi. Đây các bạn thấy, đây là thực phẩm giữ cân của chị Hải. Chị Hải ngồi đây. Ừ đây. Em ngồi chia sẻ một xíu. Cái em rồi đấy, ngồi lấy cái em rồi. Vâng ạ. Thực ra là công việc ở bên Viện Thẩm mỹ Korea này cũng rất là đông khách, cũng rất là hiếm hoi để có một thời gian mà để đi về nhà khách hàng như thế này. Đấy, và chị mà chị khó tiếp tụi em cũng rất là cảm ơn chị Hải rất là nhiều. Đấy, khi mà chị Hải cho phép tụi em là ngày hôm nay bất ngờ đến thăm chị Hải. Và chị Hải có thể chia sẻ là cái liệu trình ngày xưa chị Hải giảm được bao nhiêu cân? Chị giảm được 13 cân. Thế so với bây giờ lúc chị sang là chị, lúc thời điểm chị béo nhất là chị 56 cân. Thế là chị sang, chị làm liệu trình thì là chị giảm chị còn được 43 cân. Bây giờ là chị 45 cân. 43 cân, quá đẹp nè. Và chị... trước khi đến Viện Thẩm mỹ Korea thì chị Hải có những cái bệnh lý gì chị Hải? Chị nhiều bệnh lắm. Huyết áp này, tiểu đường này, chị bị tai biến một lần rồi. Nhưng mà chị Hải cho em hỏi là cái động lực nào giúp chị Hải đến Viện Thẩm mỹ Korea? Tại vì em thấy là rất là nhiều cô là trước khi đến Viện Thẩm mỹ Korea là có nhiều bệnh trong người nhá, cũng rất là lăng tăng, cũng rất là sợ cái phương pháp này nó có ảnh hưởng gì đến mình, nó có tác dụng phụ gì đến mình. Nên là các cô cũng chưa quyết định đi, hoặc là quyết định đi rồi nhưng mà vẫn lăng tăng, vẫn phải về nhà suy nghĩ tiếp. Hoặc là những chị mà đã làm rồi thì vẫn đang làm, thì vẫn đang gọi là sợ hãi, không biết là có bị vấn đề gì không. Thì biết là chị Hải có chia sẻ cho các bạn yên tâm được không? Chị thì là cái lúc mới đầu chị sang Korea làm thì chị có được, chị có người bạn chị chia sẻ đấy, chị biết Korea thì cũng trước ấy. Chị nói thật là chị bị bệnh lý, chị nhiều bệnh mà chị béo lắm. Chị sang, chị cũng đã có nhiều người tư vấn mới bảo chị là đi sang một vài cơ sở để làm đấy. Yeah. Thế nhưng mà chị bị bệnh sang này của bệnh lý mà để phẫu thuật ấy, thì chị không làm được. Yeah. Thì chị phải sang bên Korea, các bạn bên ấy cũng tư vấn cho chị.
và tiêm cái tinh chất của Maxilico này thì nó vào cơ thể mình nó không ảnh hưởng gì, mà lại khỏe, nó đào thải được ra cái mỡ đấy trong cái lượng cơ thể mình là mình. Thì từ cái lúc mà chị làm ấy thì là chị cảm thấy sức khỏe của chị ổn định và chị khỏe lắm, chị khỏe hơn rất nhiều. Bởi vì em phải biết là cái lượng mỡ trong cơ thể mình nó tích tụ mười mấy cân mà nó đào thải ra, mà em bảo thì là cái bệnh lý đấy, em bảo bệnh lý bệnh chị bị nhiều bệnh như thế, nó đào thải ra được cái lượng mỡ trong đấy là mình cảm thấy là sức khỏe mình ổn định và rất khỏe. Chị khỏe hơn là trước lúc chị làm nhiều, lúc trước chị làm chị yếu lắm. Thì thấy sức khỏe chị cải thiện được bao nhiêu phần trăm? Chị nói thật là chị được 80%. Chị nói là ngày xưa nhà chị một tủ thuốc đúng không ạ? Chị dùng nhiều loại thuốc lắm em ạ. Thuốc huyết áp, thuốc tiểu đường, nói chung là chị gần bị tim mạch đấy. Chị cũng nói chung là nhiều bệnh lý lắm. Thế nhưng mà đấy, từ cái đợt mà chị sang làm với cô IA thì về chị cảm thấy sức khỏe chị rất khỏe, khỏe đi nhiều ấy. 80%. Trước là chị tí thôi, người nó khó thở là khó chịu mà. Bởi vì em biết là cái lượng mỡ trong cơ thể mình nó nhiều như thế, đào thải ra thì cái sức khỏe của mình ổn định nhiều chứ. Thực ra thì là các bạn sẽ thấy là nãy giờ nói chuyện quên mất nha. Hôm nay nhân dịp là tháng này là ngày 20 tháng 10, giờ Việt Nam Mỹ Korea xin là chào mọi người. Chị cảm ơn em. Có một ít quà để là chị Hải tặng nhà đấy. Chị cảm ơn các em. Tôn vinh người phụ nữ đẹp.